Xin chào tất cả các bạn nhé. Tiếp theo trong video hướng dẫn ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone. Các bạn dùng những ứng dụng như Zalo, Messenger, các bạn gọi video call hoặc là các bạn gọi video gọi cho người bạn bè mà các bạn muốn thu nhỏ màn hình ra ngoài màn hình để các bạn có thể vừa nói chuyện vừa có thể làm được một việc khác ở trên điện thoại nữa, thì các bạn cùng theo dõi trong video này nhé. Ok, thì để mà các bạn gọi được những cái cuộc gọi cũng như là những cái cuộc trò chuyện dành cho bạn bè ở trên các ứng dụng như Zalo, Messenger như mình nói lúc đầu, mà các bạn muốn thu nhỏ màn hình ở ngoài hình ở trên góc này đấy, ví dụ như các bạn muốn thu nhỏ góc góc này để các bạn có thể vẫn vừa ví dụ như lướt Facebook hoặc là các bạn làm một cái việc gì đó ở trên điện thoại nữa, thì các bạn theo dõi nhé. Thì đây là một cái tính năng khá là hay ở trên điện thoại iPhone, đó là tính năng hình trong hình. Các bạn vào cho mình mục cài đặt này. Sau đó thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục là cài đặt chung của máy nhé. Đấy, thì ngay cái phần là hình trong hình này, ok chưa? Các bạn nhìn đây này, hình trong hình, các bạn sẽ vào đây. Và nếu mà các bạn sẽ, bạn nào mà đang bật, đang tắt như thế này nhá, thì các bạn hãy bật lên bắt đầu PIP tự động. Đó, tức là cái tính năng hình trong hình, gọi tắt như thế nhá. Và các bạn đọc cái chú thích là khi bạn vuốt lên để đi tới màn hình chính hoặc sử dụng các cái ứng dụng khác ấy, video và cuộc gọi FaceTime tự động tiếp tục ở chế độ hình trong hình. Rồi bây giờ mình sẽ gọi cho các bạn ví dụ trong một cuộc gọi ở trên ứng dụng Zalo cho mình cho các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ thử gọi một cái cuộc trò chuyện ở trên Zalo dành cho một người bạn bất kỳ nhá. Ví dụ như mình gọi này, đấy mình gọi nhá. Đấy. Mình sẽ cho nhỏ đi. Đấy. Thì đây, các bạn sẽ sử dụng tính năng hình trong hình như sau nhá. Các bạn sẽ về màn hình chính này, đấy. Zalo vẫn còn hiển thị ở đây nhá, các bạn nhìn chưa? Đó, khi mà các bạn, người bạn đó nghe máy, các bạn mới nói chuyện như bình thường. Và bây giờ các bạn có thể làm một cái công việc khác ở trên màn hình tùy ý nhá. Đấy, khá là hay, các bạn có thể tham khảo kênh này nhá. Thì vừa rồi mình cũng vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách các bạn có thể thu nhỏ màn hình khi các bạn gọi video ở trên các cái ứng dụng dành cho điện thoại iPhone. Rất là đơn giản và dễ hiểu. Nếu các bạn nào chưa biết tính năng này thì các bạn hãy tham khảo video mình, và nếu thấy hay nhớ like video và chia sẻ thật nhiều cho người thân và bạn bè được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình nhé.